Quay trở lại kênh YouTube của An Phát Computer. Thì trong khoảng 2 năm gần đây, khi mà sự thiếu hụt về linh kiện điện tử do dịch bệnh vẫn đang diễn ra và mình thì cũng không chắc là bao giờ sẽ ổn định lại. Chính vì thế mà các bạn học sinh, sinh viên muốn tìm cho mình một chiếc màn hình gaming giá vừa rẻ, chất lượng vừa tốt thì mình sẽ giới thiệu ngay màn hình đến từ HKC với mã sản phẩm mình đang có ở đây là MB24V13 với mức giá sẽ chỉ hơn 3 triệu đồng. HKC thì cũng là một trong những hãng có số lượng màn hình máy tính bán chạy hiện nay, đặc biệt là trong phân khúc màn hình giá rẻ từ 3 cho đến 10 triệu đồng. Nhưng mà vì thời gian mở bán ở Việt Nam chưa lâu, thế nên là cá nhân mình nghĩ chưa nổi tiếng bằng các hãng khác. Tuy nhiên, cùng một mức giá nhưng chất lượng theo thông số đo đạc của HKC đều nhỉnh hơn các thương hiệu khác một chút. Thế nên là sẽ là sự lựa chọn hợp lý cho những ai đang muốn tìm mua các mẫu màn hình giá rẻ. Hơn đến sự gọn gàng, tiện lợi thì đây sẽ là một sự lựa chọn hợp lý cho bất kỳ vị trí nào, dù là văn phòng làm việc hay là giải trí ở nhà. Xu hướng màn hình tràn viền cũng được HKC áp dụng ngay trên chính sản phẩm của mình. Và nếu như các bạn muốn ghép hay là 2 hay là 3 chiếc màn hình lại với nhau thì bao giờ cũng sẽ cho cảm giác liền mạch hơn. Các nút điều chỉnh tính năng thì sẽ được bố trí ngay ở cạnh dưới. Như hầu hết những chiếc màn hình khác thì chúng ta cũng sẽ có, đó chính là tăng chỉnh độ sáng này, volume này, điều chỉnh màu sắc và chế độ phù hợp khi mà các bạn sử dụng nhé. Cổng kết nối sẽ là đặt hết ở đằng sau, sẽ có cổng nguồn HDMI và cổng VGA. Về thiết kế thì toàn bộ màn hình sẽ được làm bằng nhựa cứng khá là đơn giản với một màu đen chủ đạo. Các đường nét thì đều rất là vuông vắn. Có thể nói đây là mẫu màn hình gọn nhẹ khi mà chỉ nặng có 4,2kg. Chân đế thì không chiếm quá nhiều diện tích trên mặt bàn. Các bạn có thể thoải mái đặt pad chuột cỡ lớn này để được bàn phím và chuột trong không gian vô cùng thoải mái để có thể thoải mái chiến game. Chất lượng hoàn thiện theo mình ở mức ổn. Màn hình có sự rung lắc nhẹ khi mà các bạn chạm vào. Để tiện cho trải nghiệm của người dùng hơn thì mặc dù hơi ít tính năng nhưng mà có thể nâng lên, hạ xuống để phù hợp với góc nhìn của các bạn. Đây sẽ là màn hình 23,8 inch Full HD tấm nền VA. Màn hình phẳng với hiệu ứng tràn viền thì sẽ tạo cho các bạn cảm giác góc nhìn rộng hơn với góc nhìn lên đến là 178 độ. Tần số quét 75Hz, tốc độ phản hồi 4mm G2G, chiến game tốt trên chiếc màn hình này. Màu sắc thì cũng đẹp và tươi tắn khi mà đạt đến là 99% sRGB, làm được các tác vụ đồ họa cơ bản, sự sai lệch màu sắc sẽ rất là ít. Thêm vào đó thì màn hình này còn được trang bị công nghệ chống nháy hình và loại bỏ sự mỏi mắt do các tia ánh sáng xanh có hại, đỡ mỏi mắt hơn khi mà các bạn nhìn vào màn hình quá là lâu và kéo dài. Ở cạnh trên thì HKC sẽ trang bị một khe thoát gió tản nhiệt trong trường hợp mà các bạn sử dụng màn hình quá lâu. Tổng kết lại thì đây sẽ là một chiếc màn hình gaming ngon, bổ, rẻ, vừa có thể chơi game, vừa có thể làm các tác vụ liên quan đến đồ họa cơ bản. Tuy nhiên thì hơi ít cổng kết nối một chút, thế nhưng mà trong tầm giá khoảng 3 triệu đồng thì mình nghĩ đây cũng không phải là vấn đề gì quá là lớn. Đường link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình sẽ để ngay dưới mô tả cho mọi người có thể click vào nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.